Chào mừng các bạn trở lại với kênh tin tức trong ngày 24/7. Hãy like và subscribe để theo dõi tin tức trong ngày. Sau đây là phần tin tức. Nghi phạm hại bé gái 8 tuổi ở miền Tây nhập viện. Trên đường bị dẫn giải về trụ sở công an, nghi phạm hãm hại bé gái 8 tuổi ở miền Tây bất ngờ leo khỏi xe. Chiều ngày 7 tháng 8, đại diện công an tỉnh Vĩnh Long cho biết Nguyễn Văn Mười, 43 tuổi, ngụ xã Thành Lợi, huyện Bình Tân, người bị tình nghi có liên quan đến vụ bé gái 8 tuổi bị hiếp dâm, giết hại đang phải nhập viện cấp cứu. Thông tin ban đầu, sau khi cảnh sát khống chế dẫn giải về trụ sở công an, Mười lao khỏi xe của lực lượng chức năng nên bị thương nặng. Trước đó khoảng 16 giờ ngày 6 tháng 8, mẹ bé Mai ngủ ở huyện Bình Tân đi chợ về, không thấy con đâu nên nhờ mọi người đi tìm giúp. Khoảng 1 giờ tìm kiếm, cậu họ Mai ghé nhà ông Mười hỏi thăm thì thấy người hàng xóm này rời đi. Nghi vấn người cậu họ vào trong kiểm tra thì hốt hoảng thấy thi thể cháu mình bị nhét trong bao, bỏ vào chiếc lu ở nhà ông Mười. Nhân chứng gọi báo mọi người và trình báo công an. Theo những người chứng kiến, nạn nhân nhỏ tuổi có dấu hiệu nghi bị xâm hại. Về phía Mười, phát hiện người nhà đi tìm cháu Mai, ông ta tìm cách lánh mặt. Sau khi rời nhà, nghi phạm tới trốn dưới gầm một chiếc xe tải, dùng bạt phủ kín cơ thể nhưng vẫn bị cảnh sát phát hiện ít giờ sau đó. Theo thông tin ban đầu, trên đường bị dẫn giải về trụ sở công an, Mười đã lao khỏi xe của lực lượng chức năng, bị thương nặng, đang phải cấp cứu. Một hàng xóm cho biết Mười từng công tác trong lực lượng vũ trang, đơn vị đóng tại Vĩnh Long nhưng đã nghỉ việc từ lâu. Bình thường ông ta hiền lành nhưng có rượu vô rất hung dữ, không ai dám đến gần. Bà này kể cho biết vợ Mười đã nhiều lần đòi bỏ anh ta. Bé Mai được nhận xét là ngoan ngoãn, học giỏi. Nhà nghèo, cha đi bán vé số, mẹ làm công nhưng vẫn nuôi cô bé ăn học đàng hoàng. Tôi rất đau lòng, tại sao chuyện này lại xảy ra với con tôi? Cha ruột Mai nói đau đớn. Tên nạn nhân đã được thay đổi. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.